Kính thưa quý vị, đây là mâm ngũ thức với năm loại thức ăn xen kẽ nhau. Kia là món trai hấp đặc biệt của người Đại Hàn với năm màu sắc đen, trắng, vàng, xanh lá và đỏ xen nhau và kết hợp một cách hài hòa, làm cho món trai hấp không đơn giản chỉ là con trai hấp bình thường. Năm màu sắc như năm ánh quang vòng quanh viên ngọc trai, làm cho thực khách không những muốn ngắm nhìn mà còn muốn thưởng thức ngay khi vừa cầm trên tay. Còn đây là những món bánh ngọt với nhiều hình dạng đáng yêu, nhìn qua như những món đồ trang trí được tạo nên từ bàn tay khéo léo của người đầu bếp, với những màu sắc tươi sáng như cam, đỏ, hồng, vàng, nâu, thu hút sự chú ý của thực khách ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hay mâm cửu thức với 9 loại mứt khác nhau, và tất cả đều được bày biện trang trí theo phong cách truyền thống của bàn ăn cung đình xứ sở Kim Chi. Tất cả mọi món ăn ở đây đều tạo cho mọi người cảm giác lôi cuốn. Những ai đã nhìn thấy thì thật sự không thể khước từ. Và đây cũng là những màu sắc chủ đạo trong các món ăn của người Đại Hàn, góp phần làm món ăn thêm đẹp mắt. Bên cạnh đó, quý vị sẽ được chiêm ngưỡng những món ăn được làm từ ngũ cốc như gà cuộn bột chiên gừng hay món dưa leo và nhân sâm chiên bột. Bên ngoài gian hàng trưng bày ẩm thực của xứ Kim Chi, quý vị có thể nhìn thấy một người họa sĩ già đến từ nước Nga xa xôi đang ký họa lại bức chân dung. Những khoảnh khắc của các vị khách dừng chân muốn lưu giữ, muốn có thêm kỷ niệm về nơi này. Dáng dấp nghệ sĩ của ông thu hút sự hiếu kỳ của những ai yêu nghệ thuật. Tiến vào khu vực dành riêng cho thực khách thưởng thức các món ăn là chiếc cối xay bột bằng đá xinh xinh, được trang trí ngay lối ra vào như một nét chấm phá cho không gian thêm mát mẻ, gần gũi với tiếng nước róc rách phát ra mỗi khi chiếc cối xoay đều. Chiếc gáo dừa đặt bên cạnh giỏ ốc như gợi chút hồn quê giữa lòng thành phố. Khu vực dành cho thực khách ngồi với không gian thoáng mát, dễ chịu, hòa vào cái không khí đang nhộn nhịp nơi đây. Hạt gạo, hạt nếp là hạt ngọc của trời. Đó không chỉ là quan niệm có từ ngàn xưa. Dưới bàn tay điêu luyện của người đầu bếp thì hạt ngọc của trời càng tăng thêm hương vị, càng lôi cuốn thực khách. Trong chảo dầu đang sôi trên bếp, những hạt nếp thơm ngọt đang được đảo thật đều tay, thật nhanh và thao tác thật điêu luyện chính xác, thu hút sự tò mò và chú ý rất đông, không chỉ thực khách Việt Nam mà đến cả du khách ngoại quốc cũng rất quan tâm đến món xôi chiên phồng giản dị nhưng đặc biệt có 102 trên thế giới của món ăn Việt Nam. Quý vị có thể nhìn thấy đây là món tôm nướng đỏ ao, món mực nướng thơm lừng mang một màu vàng nâu quyến rũ. Những ai yêu thích món ốc bươu của đồng nội thì không thể bỏ qua món ốc nhồi thịt. Với mùi thơm của lá xả, cái dai của thịt ốc trộn với giò sống tạo nên một sự kết hợp hài hòa, quyện vào nhau. Các món hải sản khác như sò, ốc, cua sữa cũng làm cho gian hàng thêm phần hấp dẫn. Bánh xèo vàng ươm, bánh mỏng, nóng, giòn, thơm, thêm vào vị béo của nước cốt dừa, tôm, thịt, cái bùi bùi của đậu xanh và cái vị nhạt thanh thanh của giá đi kèm với nước mắm chua ngọt và một chút ớt, một ít rau sống xanh mướt, tăng thêm khẩu vị cho những ai ưa thích món bánh này. Xôi chiên phồng là một món ăn được rất nhiều người ưa thích, có thể dùng làm món ăn chơi hay ăn kèm với heo sữa quay hay gà quay, gà nướng. Đúng là sự kết hợp tuyệt vời.
Những hạt nếp được cho vào chảo dầu đang sôi, đảo thật đều và nhanh tay, vừa đảo vừa tạo hình, cho đến khi các nguyên liệu kết lại với nhau, tạo thành khối tròn. Độ nóng của dầu sẽ làm cho sôi phồng lên, căng tròn như một cái gối hơi. Rồi cứ thế, anh đầu bếp trở đều hai mặt, cho tới khi vàng ươm, phồng thật đều và đẹp. Về miền Tây gạo trắng nước trong, có dòng sông bên lở bên bồi, đã bồi đắp thêm phù sa cho cây trái, cho con người, cho sản vật nơi đây thêm tươi tốt, đậm đà. Một thoáng miền Tây, với trái thơm, quả ngọt, với trái ổi xá lị hồng tươi, thơm nước mũi, những trái quýt chín vàng, ngọt liềm, hay đòn bánh tét dẻo thơm. Có món dân dã như khoai lang chiên với bánh chuối chiên. Không có gì ngon bằng cái vị ngọt bùi của khoai lang chiên hay vị béo của bánh chuối, vừa mềm, vừa ngọt, lại thơm. Vừa tươi, bánh tráng mè nướng cũng là một đặc sản miền Tây sông nước. Thịt bò nướng xả trông vô cùng ngon mắt. Bánh pate show nhân thịt là một món ăn rất được mọi người khá quan tâm, vì bánh có vị béo, mặn mặn và giòn tan của lớp vỏ bánh kết hợp với nhân thịt băm xào bên trong. Món cơm chiên Dương Châu là món ăn phổ biến và là món ăn không thể thiếu được trên một bàn tiệc. Cơm chiên Dương Châu là món ăn để no lòng và đẹp mắt, với màu vàng của cơm chiên trứng, màu cam của cà rốt, màu đỏ của xá xíu và tôm, màu xanh của đậu cô ve, thêm một chút ớt, một ít nước tương ăn kèm thì chúng ta chẳng thể nào bỏ qua được. Barbecue, món thịt nướng xiên que với rau củ, thành phần chính có thể là thịt bò, thịt gà hay thịt heo, xen giữa những miếng thịt thơm ngon là ớt chuông xanh đỏ, hành tây, nướng chín vàng, vị ngọt của thịt sẽ được ướp thêm hương vị của rau củ. Món ăn trở nên hấp dẫn và rất giàu dinh dưỡng. Càng về đêm, không khí càng trở nên náo nhiệt, đông đúc. Bên các gian hàng ăn uống, thực khách đang chen lấn chờ đến lượt mình mua thức ăn. Các món ăn như mì Ý hải sản, các món chiên bột luôn thu hút nhiều thực khách nhất. Không chỉ người lớn mà cả thực khách nhí. Các món chiên luôn quyến rũ vì mùi hương bay lan tỏa khắp nơi. Càng cua tẩm bột xù, mực lăn bột chiên giòn, chả cá, đùi gà rán giòn thơm. Các món ăn chơi như cá viên chiên, bò viên, tôm viên chiên, há cảo xiên que, xúc xích có rất đông các thực khách. Đây là những món dễ ăn mà đa số mọi người đều ưa chuộng vì nó tiện lợi, vừa đi vừa ăn, không bị vướng víu. Vả lại, vào không gian ăn uống này, có gì mà mắc cỡ? Ai cũng ăn, cũng uống. Mọi người vào đây chỉ nhằm thỏa mãn trước mắt là ăn, còn ngon dở thì phải thử mới biết. Trên than hồng đang cháy hừng hực, ngọn lửa nhảy múa, quấn lấy những xiên thịt nướng thơm lừng, đang chuyển dần từ màu đỏ hồng sang nâu nhạt, chín thơm, đang được đảo đều trên bếp, chờ đến tay những thực khách đang chầu chực món ăn yêu thích của mình. Khói bốc lên cao, bay đi xa, càng dẫn dụ thêm nhiều bước chân ghé qua của thực khách. Bên cạnh thịt nướng và các món nướng thơm ngon khác, thực khách có thể thưởng thức thêm món há cảo hấp nóng hổi. Những viên há cảo trông thật ngon lành, với vỏ bánh bên ngoài dai dai, và trông đến có thể nhìn thấy nhân thịt hay tôm ở bên trong. Là hai nguyên liệu tương phản, nhưng lại tạo nên một món ăn ngon miệng. Món này xuất phát từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, và theo chân người Trung Hoa, di dân có mặt khắp nơi trên thế giới. Người ta thường nói,
ở đâu có khói là có người Trung Hoa xuất hiện. Thậm chí không thấy họ xuất hiện thì cũng có món ăn của họ. Món há cảo là một thí dụ. Ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật, ở nhà Tây là một câu nói khác ca ngợi ẩm thực của người Trung Hoa. Người miền Nam nước Việt sống đơn giản, mộc mạc từ thời khai hoang lập ấp, cho nên có nhiều món ăn xuất phát một cách tự nhiên mà trở thành cái tên, và nó theo chân người Việt len lỏi khắp vùng sông nước. Bánh xèo là một ví dụ điển hình trong muôn vàn các món ăn chơi ở miền Nam. Đổ bột vào chảo nóng, âm thanh vang lên xèo xèo, thế là thành tên bánh xèo. Nếu đổ bột vào mà vang lên tiếng xì xì, thì có lẽ món bánh xèo bây giờ đã mang tên là bánh xì rồi. Cái ngon của bánh xèo không chỉ ở khâu nêm nếm lúc khuấy bột, mà còn là ở thao tác. Muốn cho bánh xèo ngon thì nguyên liệu không được thiếu, đó là tôm tươi và thịt ba chỉ thái lát. Hai nguyên liệu này sẽ được xào chung với củ hành tây trên chảo dầu thật nóng, cho đến khi vừa chín tới thì mới đổ bột vào. Lớp bột bánh phải được tráng đều bề mặt chảo, sao cho thật mỏng và thật đều tay. Dành bánh phải mỏng và giòn. Lớp bột chính giữa phải phủ qua tôm và thịt, rồi thêm một chút giá sống vào chính giữa, rắc thêm đậu xanh hạt đã đãi vỏ và hấp chín. Chờ đến khi viền bánh xèo vàng và giòn thì thêm một chút dầu ăn, trở miếng bánh gấp đôi lại và đem ra dĩa, mời thực khách thưởng thức với nước mắm pha chua ngọt, một ít ớt tươi cho tăng thêm khẩu vị, ăn kèm với cải bẹ xanh và các loại rau sống khác. Một lát cải bẹ xanh tươi mát cuốn bên trong là miếng bánh xèo nóng, giòn, thơm thơm, béo ngậy của thịt và tôm. Những hạt đậu xanh chín mềm tan ra, thêm vài lá rau thơm, một ít lá quế, chấm với nước mắm chua ngọt, thì không chỉ là người Việt Nam ta, mà đến cả du khách ngoại quốc cũng sẽ không bao giờ quên được món ăn này, dù chỉ qua một lần thử. Ăn là nghiện, điều không thể chối cãi, và xa là nhớ là điều mà ai cũng biết. Nếu bước chân ngà em có mỏi, xin em rửa sát lòng ơi, ta đi vào tận rừng xanh vẫn cánh dòng vàng bên suối, ôi hoa kề vai hương ngát mát. Singapore là một đất nước đa dạng các nền văn hóa và đa dạng về các món ăn đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Gian hàng Lion City đến từ đất nước sư tử biển với đặc sản cháo ếch, thịt dê nướng với nước sốt đậu phộng, cua sốt tiêu, ốc móng tai sốt thịt cua. Đó là những món mà thực khách thật sự nên nếm thử. Trong khuôn viên của khu vực các gian hàng có một hồ nước với hàng tre xanh mát rượi, góp phần tạo cho không gian nơi đây hài hòa thiên nhiên, có khoảng xanh,
cho dù có quá đông người và các gian hàng chen chúc bên nhau, nhưng không khí vẫn dịu mát, dễ chịu, bất kể là ngày hay đêm. Đêm Sài Gòn rất thích, vui nhất là ở các nơi tổ chức hội chợ, ăn uống, ca nhạc, vân vân. Người ta rủ nhau vào khu ăn uống này để tìm hiểu, để thưởng thức các món ăn quen thuộc và khám phá thêm các món ăn lạ. Vả lại nơi đây có nhiều nước tham gia giới thiệu món ăn truyền thống của dân tộc mình, cho nên thiên hạ đến tham gia, đây là điều tất nhiên. Thực khách đến từ rất nhiều miền, nhiều đất nước. Lẫn trong đám đông, nổi bật là những người phụ nữ đến từ Ấn Độ trong bộ sari truyền thống với họa tiết lấp lánh và đẹp mắt. Họ đang cười nói vui vẻ, thân thiện, chụp ảnh và giao lưu với nền văn hóa của con người và ẩm thực Việt Nam ta. Gian hàng bán thức ăn của người Ấn Độ cũng đặc biệt hơn nơi khác. Nó nổi bật lên nồi đặc trưng xứ Ấn vàng rực và cấu trúc lạ, thu hút nhiều thực khách ghé thăm. Giang tam ngà sơn khê, bóng hoa ngã xuống bàn tay. Cô gái Nga cao lớn nổi bật lên khi đi giữa đám đông người châu Á với bộ đồ truyền thống gồm cả vương miện trên đầu, cũng đủ sức lôi kéo đến gian hàng bia và thịt nướng của Nga. Cạnh bên khu ẩm thực là khuôn viên dành cho các bà, các cô, các chị đang tập thể dục buổi tối. Họ đứng cùng nhau, cùng tập theo điệu nhạc, cùng thư giãn để quên đi cả một ngày mệt nhọc. Và lợi ích nữa là tạo cho họ có thân hình săn chắc, sức khỏe được tăng cường để sống vui cùng mọi người. Cuối buổi của lễ hội ẩm thực các nước sẽ là phần chấm thi của hội thi món ngon các nước để chọn ra món ăn ngon nhất trong cuộc thi hôm nay. Với các đơn vị tham gia như Đại Hàn, Philippines, Singapore, Ý, Ấn Độ và Việt Nam, mỗi quốc gia, mỗi đầu bếp đều thể hiện tốt sự sáng tạo và sở trường của mình qua từng món ăn dự thi. Trong đó, các giải bạc thuộc về các món ăn đến từ xứ Kim Chi, Philippines, Ý và Lion City của Singapore. Và giải vàng thuộc về nữ đầu bếp trẻ tuổi Việt Nam với món ốc bươu nhồi thập cẩm nướng, lạ miệng và đặc biệt. Mỗi nước đều cố gắng thể hiện món ăn của mình thật ngon, đảm bảo đủ hương, sắc, mùi vị, quyến rũ được thực khách. Mùi hương tỏa lên từ thức ăn, làm ngất ngây cái bụng đói. Màu sắc tươi thắm bắt mắt, cách trình bày món ăn phải thật đẹp, cuốn hút người nhìn. Và mùi vị thì đầm thấm, ăn vào thật ngon miệng.
Tiếp sau đó là phần trình diễn của vũ đoàn Hàn Quốc với 4 vũ công, biểu diễn điệu múa Nonga truyền thống hay còn gọi là Pungmun, là điệu múa của người nông dân có từ những năm 1910, là một vũ điệu truyền thống múa với trống đồng hồ cát và trống thùng chiêng, cùng với phục trang sặc sỡ để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ai cũng thán phục trầm trồ và nhận được những cái vỗ tay nhiệt tình từ phía khán giả. Hấp dẫn nhất là khi vũ công biểu diễn lắc đầu theo vòng tròn, dải lụa trắng trên nón bay lượn thật đẹp mắt. Để thay đổi không khí và muốn giới thiệu đến quý vị một địa điểm ăn uống mới nằm giữa mây trời sông nước bao la, xin mời quý vị lên xe rong ruổi một chuyến ngao du miền đất lạ. Xe đi trên đại lộ Đông Tây, này mang tên Võ Văn Kiệt, sau đó rẽ sang đường Nguyễn Thái Bình, ra Hàm Nghi, rồi ra bến Bạch Đằng. Trên đường Tôn Đức Thắng, nhà máy Ba Son hay Hải Quân Công Xưởng, vài năm nữa sẽ di dời ra Bà Rịa, và khu đất này chưa biết sẽ quy hoạch xây dựng lên cái gì. Sài Gòn trước đây và bây giờ đã thay đổi ít nhiều, nhất là những con đường dọc mé kinh rạch. Quý vị ở bên quận 1, quận 5, quận 6 muốn sang quận 4, đường đi được rút ngắn rất nhiều, không phải đi vòng, nhờ có nhiều cây cầu mới được xây dựng. Và một số khu dân cư lao động cất sát mé sông đã giải tỏa, tạo sự thông thoáng trong tầm nhìn lẫn trong sự di chuyển. Xe đi đến đoạn hầm chui của cầu Thủ Thiêm. Ra khỏi hầm chui, trước mắt chúng ta là các tòa nhà cao tầng đang được xây dựng rất hiện đại và sẽ là những ngôi nhà lý tưởng cho những ai thích sống xa trung tâm thành phố một chút nhưng vẫn gần gũi với không khí Sài Gòn. Khu nhà này nằm cạnh bên sông Sài Gòn. Nó hấp dẫn nhờ cảnh quan chung quanh rộng rãi. Kẹt xe bây giờ dường như là một căn bệnh trầm kha của Sài Gòn. Kẹt xe đã trở nên quá quen thuộc với nhịp sống của người Sài Gòn thời nay. Cứ ra đường lại thấy cảnh kẹt xe, không kẹt xe mới là lạ. Ngay chân cầu xa lộ Sài Gòn đang xảy ra một vụ kẹt xe. Mạnh ai nấy đi, xe lớn, xe nhỏ đâm ngang đâm dọc, chen vào chui ra, tìm đường thoát thân. Mọi người ai cũng đua nhau hối hả. Từng đoàn xe ô tô, xe máy đang chầu chực nối đuôi nhau, lách qua lách lại, tìm cho mình một khoảng trống nhỏ để vượt lên. Ít ai chịu nhường, vì nhường sẽ đứng hoài, và phía sau là những hồi còi phản đối, tiếng la, tiếng chửi ổn tỏi nhất cả đầu. Trời xanh xanh bao la, mây trắng 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 xóa, tia nắng tưng bừng chiếu trên đồng lúa vàng. Đàn chim 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 non đang ríu ríu diệp hót, tung cánh bay nhẹ lướt trên cánh lá đà. Từ xa 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 nghe thoáng thoáng tiếng hát, thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Tình tang 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 tình 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 tình, du khách nâng nhẹ phím buông nhẹ tơ vàng. Hướng đi về Sài Gòn thì có vẻ thoáng đãng, nhưng hướng đi ra ngoại thành thì xe ô tô vẫn đang nằm dài chờ nhau từng chút một. Đi đến đoạn giữa cầu mới thấy nguyên nhân kẹt xe. Ba chiếc taxi hút vào nhau,
hai xe của hãng Vinasun nối tiếp hút vào đuôi nhau và hút vào đuôi của xe taxi hãng Mylin. Và ba chiếc xe đều phải chờ cảnh sát giao thông đến giải quyết. Đường trên cầu Sài Gòn, một bên chỉ đủ cho hai xe ô tô đi song song nhau, còn xe gắn máy thì đi bên trong làn khác. Ba chiếc taxi đã chiếm một làn xe, cho nên tất cả xe lưu thông qua đây đều giảm tốc độ và cùng đi một làn, nên gây ra kẹt xe. Xe bon bon chạy đến ngã ba Cát Lái. Con đường giờ đã rộng rãi hơn rất nhiều. Trước mắt là những cây cầu vượt vừa mới được xây dựng xong. Ngang ngã ba Cát Lái, xe chạy nhanh nhờ đường rộng. Nhưng chưa hết đâu, từ đây ra ngã ba Vũng Tàu còn nhiều đoạn kẹt xe nữa, nhất là ngã tư Thủ Đức. Không hiểu tại sao nút giao thông trọng điểm này người ta lại không làm cầu vượt để cảnh xe nối đuôi nhau nổ máy ầm ầm suốt. Chàng trai vui câu ca, thôn nữ cất tiếng hát, em bé nô đùa giỡn luôn miệng tươi cười. Đồng quê hôm nay vui, vui với thóc lúa mới. Đến trạm thu phí của xa lộ Hà Nội, từng đoàn xe đang xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt mình. Trạm thu phí mới này nằm ngay phía trước nhà máy xi măng Hà Tiên. Dân Sài Gòn trước đây khi ra tới nhà máy này là xa lắm, chung quanh ruộng nước hoang sơ. Còn bây giờ hình như nhà máy xi măng Hà Tiên nằm giữa ngay lòng Sài Gòn, vì các khu dân cư mọc lên như nấm từ Sài Gòn túa ra, từ Thủ Đức ập vào bao quanh nhà máy ở giữa. Đi được một đoạn, đường lại kẹt xe. Ngồi chờ lúc kẹt xe dường như cũng không còn là nỗi phiền hà của người tài xế. Khi họ lái xe liên tỉnh, đôi chỗ kẹt xe cũng là lúc được nghỉ tay một chút rảnh rỗi để chọn cho xe mình một chú chó hay ngựa nhồi bông để trang trí trong xe mình. Và cũng là dịp để những anh bán hàng rong mời chào và kiếm thêm thu nhập. Kẹt xe bây giờ đối với tài xế giống như dân miền Tây sống chạy lũ lụt vậy, riết rồi quen. Xe từ từ chạy qua cầu Đồng Nai. Hiện nay chỗ này có hai cầu, một mới và một cũ. Trời làm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sâu. Bàn tay năm ngón đưa xa, dìu anh trong tiếng thở. Đưa tiến anh đi vào đời, mẹ Việt Nam ơi, 20 năm ngăn lối rẽ đường về. Xe của chúng ta tiếp tục đi ra đến ngã ba Vũng Tàu, nhưng đường vẫn kẹt xe. Và ngã ba này là nơi thường kẹt xe nhất, lúc nào cũng kẹt. Xe tải lớn nhỏ, xe con thì nhào xếp hàng dài. Nơi đây cũng là một trọng điểm giao thông, người ta cũng dửng dưng không làm cầu vượt. Chỉ gần đây vì sợ sập cầu Đồng Nai cũ mới cho xây dựng cầu Đồng Nai mới. Đó chỉ là giải pháp tình thế mà thôi. Xe thoát ra khỏi ngã ba Vũng Tàu, chắc có lẽ quý vị cũng thở phào một cái vì căng mắt nhìn xe cộ dính cứng nãy giờ. Đầu óc nhẹ nhàng hơn khi xe chạy liên tục. Đến Long Thành, quý vị nhìn thấy cũng chưa có gì thay đổi. Phố xá cũng như xưa. Ít có thay đổi cũng là điều tốt. Trên con đường quốc lộ 51 đi ra Vũng Tàu, qua khỏi Long Thành, sẽ có rất nhiều khu công nghiệp và mật độ dân cư cũng như xe cộ dày đặc hơn trước nhiều. Việt Nam ơi, ai chia ly tan tác
cả ngàn đời. Trời làm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sầu. Từng đêm vũ trong tim, từng đêm khẽ khẽ gọi em nhớ thương anh từng giờ. Mẹ Việt Nam ơi, ai chia ly tan tác cả ngàn đời. Xe chạy ngang cây số 47 quốc lộ 1. Nơi đây nổi tiếng với món bánh bao Quỳnh Mai. Đi cả một đoạn đường dài, đâu đâu cũng thấy các xe bánh bao Quỳnh Mai với mùi vị đặc trưng. Bánh bao ngon, giá cũng mềm. Khách đi chơi ngang đây thường ghé vào mua ăn dọc đường hoặc đem về làm quà, nhất là các đoàn xe 50 chỗ. Bây giờ xin mời quý vị ghé vào một ngôi chùa đang trong thời kỳ trùng tu xây dựng mới lại. Đó là Thiền viện Phước Hải, là nơi rất nổi tiếng từ trước đến giờ. Thiền viện còn có một cái tên thân mật khác, đó là chùa Bốn Rìu. Thiền viện Phước Hải cách Sài Gòn 60 km, nằm cạnh bên con đường nhà máy bột ngọt Vedan thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Thiền viện luôn là nơi dừng chân của khách đi chơi Vũng Tàu. Lúc nào cũng đông nghẹt người và xe. Họ ghé vào chùa để thưởng thức món cơm và món bún riêu chay nổi tiếng. Người khác đạo hoặc không theo đạo vẫn thích ghé vào đây khi theo chân các tín đồ Phật giáo. Người ta quan niệm đến chùa được ăn uống một thứ gì đó, coi như là lộc của nhà Phật ban cho, nên người ta đến chùa để ăn như hưởng phước, hưởng lộc vậy. Các bác tài ước lượng có đến khoảng 2/3 lượng xe khách từ Sài Gòn và các tỉnh miền Tây ghé thăm chùa mỗi ngày. Du khách ghé chùa vừa có thể lạy Phật, vừa tham quan cảnh chùa, ngắm nghía họa tiết của chùa. Chùa Bốn Rìu không chỉ nổi tiếng đơn thuần nhờ vào món bún riêu ngon, mà hàng ngày chùa đại khách thập phương đến viếng với 3 bữa cơm sáng, trưa, chiều, với thực đơn luôn luôn thay đổi thường xuyên. Nguyên liệu cho món ăn là rau củ do các ni sư trồng trọt chăm sóc lấy, hay là quà biếu do Phật tử đem đến, tất cả đều vì mục đích từ thiện. Chùa Bốn Rìu trở nên gần gũi và thân thiết, gắn bó và rất thực với đời. Rời Thiền viện Phước Hải, xe lại bon bon trên đường để tiến về bán đảo Long Sơn. Trên đường đi, xe chúng ta có dịp ngang qua khu dân cư mới Sông Vĩnh, Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, cảng Cái Mép. Cách đây nhiều năm, nơi này là khu dân cư thưa thớt, nhưng bây giờ xe cộ đã nhiều, nhà nhà mọc lên san sát, đường xá đã được làm lại. Khu dân cư này đang bắt nhịp thật nhanh với nhịp sống đang ngày một đô thị hóa, công nghiệp hóa. Mọi thứ trong cuộc sống rồi đây sẽ bị xáo trộn lớn. Đi qua đoạn đường dài dọc theo quốc lộ 51, cuối cùng chúng ta cũng đã đến được địa phận của đảo Long Sơn. Đảo Long Sơn gồm 11 thôn, có diện tích 92 km vuông. Trong đó có đến 54 km vuông là đất liền, còn lại là mặt nước. Xã đảo Long Sơn được bao bọc bởi kênh rạch sông biển. Long Sơn gồm một đảo chính nằm men theo triền núi Nứa. Đoạn cuối của dãy núi Phước Hòa đâm ra biển, có thể nói là con rồng xanh nằm ở phía bắc thành phố Vũng Tàu. Điểm đầu tiên mà quý khách đi qua là bến Điệp Hồ Đá. Hồ Đá là một hồ nước ngọt rộng lớn, quanh năm có rất nhiều ghe chài neo đậu. Gần đó còn có một khu rừng, nhưng cây đã khô trơ hết lá vì đắp đập ngăn nước.
nước không thể ra vào được, làm cây cối cũng chết đi. Nhưng đổi lại là một nơi lý tưởng cho người dân thả cá nuôi tôm ở đây. Rừng cây khô thưa thớt, những thân cây còn trơ trọi, đứng siêu dẹo trên mặt nước, tạo thành một quang cảnh rất lạ nhưng cũng rất đẹp. Người dân đảo Long Sơn với cuộc sống theo những ghe chài mộc mạc đơn sơ, đánh cá thủy hải sản là chính. Đến ngã ba để xuống tàu đi ra bè là một xóm nhỏ, có bán rất nhiều loại trái cây như măng cụt, cam sành, chuối sứ, chôm chôm, nho, nhãn, quýt, thanh long, mít tố nữ và cả bơ, mía ghim ướp nước đá mát lạnh nữa chứ. Nhìn thật là thích, chỉ muốn mua ngay để thưởng thức. Bên này đường là mấy điểm bán cua, ghẹ. Có chị mua hàng đang thoăn thoắt lựa mấy chú ghẹ đang nhảy soi sói trong thao nước. Ghẹ tuy nhỏ nhưng lại được con chắc thịt. Phía trên chút nữa là mấy dĩ cá khô đang phơi dang dở của bà con trong xóm. Dĩ cá này là cá đã phơi gần tới. Bên này là cả một sào khô cá đù đang được phơi nắng. Còn đây là mớ cá mới thành phẩm, vừa được xẻ thịt, ướp muối ớt và xếp lên dĩ phơi nắng đầu tiên. Nhìn quanh, thấy cuộc sống nơi đây bình yên, lặng lẽ. Mặc dù có rất nhiều du khách ghé đến, không có cảnh chào mời, chèo kéo như ở các nơi du lịch khác. Người dân ở đây nhìn du khách như những người đi ngang đường, tò mò ghé lại xem con cá hoặc căn nhà cổ xưa. Không có gì thích bằng cảm giác được hóng cơn gió sông mát lạnh, mang theo hơi nước phả vào mặt và cả không khí trong lành nơi đây. Trên lối đi, có nhiều người đang bán ốc len và bạch tuộc tươi ngon, và tất cả đều còn sống. Không cần phải nói cũng biết, thịt của bạch tuộc sẽ ngon ngọt thế nào khi còn tươi roi rói như vậy, và con ốc len sẽ ngon thế nào khi đem đi xào với nước cốt dừa, một món ăn mà đa số mọi người đều rất thích. Những con cua trong thao vẫn còn rất khỏe, mà người dân nơi đây dí con cua cái mơn mởn tươi ngon như con gái 18 trăng tròn, còn con cua gạch lớn như con gái có con, mập mạp to lớn mà rắn chắc. Xung quanh bến tàu là nhiều ghe thuyền của người dân chài đang neo đậu. Phía trước là thuyền của một người đàn ông lớn tuổi đang khéo léo vá lại cái lưới của mình. Một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, thường chỉ dành cho các cô, các bà. Ở đây có hai làng bè làm nơi cho du khách du lịch đến ăn uống. Đó là làng bè Long Sơn gần đó và làng bè Hào Đực nhỏ, cách vài trăm mét. Thùng tôm sú được xách theo ra thuyền vẫn còn rất tươi. Tôm tuy không lớn lắm, nhưng con nào cũng tròn nung núc. Thuyền rời bến, men theo con sông êm êm lướt đi. Gió sông mát rượi đang ùa qua làn tóc. Cái cảm giác được gần gũi với thiên nhiên làm cho con người ta thấy mình nhẹ nhàng hơn, khỏe khoắn hơn và cũng trẻ trung hơn. Dọc theo ven sông, người dân thả bè nổi nuôi hải sản rất nhiều.
ngư dân tận dụng dòng nước lưu thông để nuôi cá. Nguồn nước chảy qua mỗi ngày sẽ giúp cho cá mau lớn và giảm tối đa lượng cá chết vì sống trong nước tù như ao hồ. Con sông mênh mông đem lại cho người ngư dân nhiều nguồn lợi. Cái ưu ái của thiên nhiên dành cho người dân và bán đảo Long Sơn chính là đây. Bè cá được thả nổi bằng trên những thùng phi, được đóng thêm nẹp gỗ với lưới trắng. Phía trên là những gián gỗ đóng chắc chắn vừa người đi, phân thành nhiều phần để nuôi thả các loại cá khác nhau và để tiện cho việc đi lại chăm sóc hải sản. Phía bên này sông có một trại nuôi hào. Những cái thùng phi xanh dương nổi bật được thả nổi trên mặt nước, tạo thành một màu xanh dương nổi bật trên mặt nước. Nghề nuôi hào cũng là một trong những nghề chính của người dân nơi đây. Dọc theo chiều dài con sông, ngoài những bè cá thả nổi là những căn nhà trên sông. Bà con dựng nhà trên bè để sống và để trông chừng bè. Căn nhà đơn sơ bằng dán sàn, cột gỗ, mái lá, thoáng mát, quanh năm bồng bềnh trên sông nước. Cuộc sống mộc mạc nhưng cũng lý thú. Ở mỗi vùng, người ta sẽ có cách thích nghi và hòa nhập vào mọi cách sống. Cuộc sống trên sông cũng có lắm cái vui, cái hay. Mỗi làng bè đều có ghe lớn đưa du khách ra bè ăn uống, di chuyển ra vô đều miễn phí. Đến bè hào đực nhỏ, đây vừa là nơi nuôi hải sản, vừa là nhà hàng nổi trên sông, đa dạng và phong phú các loại hải sản và món ăn. Mấy con cá thòi loài trong lồng thì nhào ngoi đầu khỏi mặt nước. Chúng tụ lại với nhau thành từng đám. Kế bên, người ta đang vớt ghẹ lên để bán. Mấy chú ghẹ bơi nhanh trong nước để né cái vợt đang rượt theo nó. Con nào cũng nhanh nhẹn. Bên này để chăn nuôi cá bóng mú. Mấy con cá bóng mú vừa to vừa mập. Thịt cá bóng mú rất nhiều người ưa thích vì thịt chắc và rất ngon, lại không nhiều xương. Bè hào đực nhỏ còn có cá chẽm quen thuộc, rồi cá mặt quỷ. Con cá mặt quỷ tuy có bề ngoài không bắt mắt như những loại cá khác, nhưng ai đã ăn qua một lần thì sẽ thích mê loại cá này. Vì thịt cá dai như thịt gà và rất ngọt, lại không tanh như nhiều loại cá khác. Cá mặt quỷ là loại cá hiếm và rất mắc tiền. Cá ghẹ ở bè được nuôi lộ thiên và bao bọc bằng lưới để du khách dễ xem và lựa chọn. Phía trong là các cô gái lăn lặt rau, nụ cười vui vẻ đôn hậu bên câu chuyện đời thường. Còn anh con trai thì đang đập bỏ vỏ lớp vôi cứng ngắc bên ngoài của con hào, rồi lấy dao tách ra cho du khách xem. Con hào dài thịt và tươi roi rói. Sò huyết, sò lụa tuy không còn là món ăn xa lạ đối với người dân Sài Gòn hay bất kỳ du khách nào đến với Long Sơn, nhưng món sò sẽ tươi ngon hơn, sẽ thú vị hơn vì du khách cảm nhận được hương vị của sông nước chung quanh. Mấy con tôm tích đang còn bơi lội nhẫn nhơ, cá thòi loài, cá mau ếch, tất cả đều sẵn sàng đón chào thực khách. Thank you.
Kính thưa quý vị, có lẽ địa điểm ăn uống này sẽ làm hài lòng quý vị. Ngoài sông, tiếng ghe phành phạch nhẹ nhàng lướt qua, tiếng sóng nước êm êm, tiếng ghe chạy hòa vào nhau, tạo thành một nhịp điệu êm êm đều đều. Thuyền đưa du khách từ đất liền đến bè hào đực nhỏ đã đến. Mọi người háo hức xuống bè để tham quan. Bè hào đực nhỏ được phân ra thành nhiều khu vực riêng biệt. Du khách có thể chọn lấy chỗ ngồi mà mình ưa thích để thưởng thức món ăn, để hưởng hết cái hương vị của đất trời, sông nước bao la, của làn gió êm êm đang thổi đều, mang theo hơi nước sông, làm dịu đi cái nắng trưa gay gắt. Người ta hay nói, bắt con cá lóc nướng trui, làm mâm rượu trắng đãi người phương xa. Khách phương xa đến với hào đực nhỏ sẽ được thiết đãi không chỉ là rượu trắng, mà còn là những món hải sản đặc trưng được chế biến hợp khẩu vị. Ly rượu đế nồng cay, anh một ly, chị một ly, làm cho bữa sum họp thêm vui, món ăn thêm ngon miệng. Ngoài bến, thuyền lại đưa thêm du khách ra bè, mỗi lúc một đông. Những con thuyền cứ ra vào liên tục. Thế mới biết, chỗ bán thức ăn ngon, nằm hẻo lánh bất kỳ nơi nào, người ta cũng tìm đến để thưởng thức. Thực đơn của hào đực nhỏ thật phong phú, với nhiều loại hải sản và nhiều cách chế biến khác nhau. Ngoài các món đặc thù là hải sản, còn có các món ăn phổ biến như gà thả rẫy, cơm chiên, bún xào, cháo hào, vân vân. Thực đơn đó có thể làm vừa lòng cả những thực khách khó tính nhất. Thật là thích khi đến được một nơi mà mình vừa ý, vừa có thể thư giãn cùng gia đình và bạn bè, vừa được phục vụ đủ loại hải sản mà mình mong muốn. Món cua rang me ở đây là món được nhiều người lựa chọn. Những con cua vỏ đỏ tươi, thịt chắc, ngọt, được rang qua với hành tím và nước sốt me xào chung với hành tây. Cái thơm của hành làm tăng thêm cái hấp dẫn của cua. Vị sốt me chua chua, ngọt ngọt, thịt cua thật thơm,
một ít sốt me ăn kèm với thịt cua. Chỉ nếm thôi là chúng ta đã không thể bỏ qua được món ăn này. Hàu là một món ăn giàu dinh dưỡng. Hàu tốt cho sức khỏe của phụ nữ. Ngoài ra, món hàu sống là một món ăn mà du khách cũng rất thích. Vì tại đây, thực khách sẽ được tận mắt mọi khâu từ chế biến, lựa chọn hàu, đảm bảo đúng như thực khách mong muốn. Ngoài bến lại có tiếng thuyền cập bến, lại có thêm đoàn khách mới ra bè chơi. Bè hàu đực nhỏ, không khí đang nóng lên dần vì cái đông vui huyên náo. Du khách đến ngày một đông hơn, các món ăn cũng phải được chuẩn bị nhiều hơn. Bếp nướng lửa nóng đã sẵn sàng để cho các món nướng, món sò dương thêm mỡ hành thơm thơm, chút đậu phộng giả nhuyễn. Mùi thơm của sò dương mới nướng nóng hổi thật quyến rũ. Chưa kể đến món hàu nướng, rồi cá nướng trên bếp. Các thòi loài nướng thơm lừng, vừa dai vừa ngọt của thịt cá tươi, thêm mùi than hồng quyện vào. Giữa sông nước mà được thưởng thức những món nướng như thế này thì tuyệt vời phải biết. Thực khách không chỉ đến ăn mà còn mua về. Họ mua thức ăn đã chế biến sẵn hoặc còn tươi sống. Hàu thì đập vỏ bỏ nửa, hai con úp mặt vào nhau cho vào thùng đá. Thức ăn tại đây ngon vì tươi sống, và nhất là hải sản sống trong vùng nước sạch. Cua đã được làm sạch để chuẩn bị cho những món ăn mà khách vừa gọi. Phía ngoài là cả một đại gia đình du khách đang ngồi vào bàn để chờ món ăn của mình. Trong khi chờ đợi, thực khách cũng không quên món ghẹ luộc sẵn được đem ra bè từ đất liền để thưởng thức trong khi chờ đợi món ăn đang được chế biến. Không gì vui bằng cả nhà được ngồi quây quần bên nhau chung một mâm. Và đó không chỉ là thói quen mà còn là truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Tại hai làng bè Long Sơn và Đực Nhỏ rất thoải mái. Du khách có quyền đem theo thức ăn, rượu, bia theo lên bè. Và chỉ cần gọi vài món tượng trưng cũng không sao. Ăn uống sẽ ngon miệng khi tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Dù là một món ăn bình thường cũng sẽ cảm thấy rất ngon. Huống chi là ngồi giữa một bàn tiệc toàn hải sản tươi ngon, được chế biến theo nhiều mùi vị khác nhau, lại được ngồi ăn giữa sông nước mênh mông, được nghe tiếng ghe chạy ngoài sông, nghe tiếng sóng rì rào, gió cứ xôn xao qua từng kẽ tóc, bữa ăn sẽ càng thêm ngon miệng. Sò huyết xào me, hàu sống, cua rang me, cua luộc,
cá thòi loài nướng chấm muối ớt, mỗi món ăn một mùi vị riêng, nhưng cùng có chung hương quê, hương biển, hương vị sông nước, hương vị của niềm vui. Ăn uống cũng là một niềm vui, một sự khoái trên đời. Đi ăn uống với bạn hiền, được chỗ ngồi hữu tình và có nhiều món ngon thì còn gì bằng. Và nhất là cái không gian, không khí nơi đây, mọi người ăn uống như trong cùng một gia đình, thoải mái, vui vẻ. Kính thưa quý vị, thành phố Vũng Tàu đang được tổ chức lễ hội ăn uống cát nước. Xin mời quý vị ghé vào dạo một vòng cho biết. Người ta sắp xếp rất nhiều gian hàng dọc đường Thùy Vân, cặp sát biển bãi sao. Chuyện đầu tiên là sau khi mua coupon thế tiền để vào đổi lấy thức ăn, là theo chân các du khách khác đến với lễ hội ẩm thực thế giới. Quý vị sẽ có dịp thưởng thức thêm nhiều món ăn ngon và lạ của cát nước. Buổi chiều xuống trên bãi biển Vũng Tàu, con đường Thùy Vân trở nên đông đúc hơn với du khách từ khắp nơi đổ về, cùng nhau tham gia vào lễ hội ẩm thực. Con đường tấp nập với nhiều màu sắc, khách du lịch từng đoàn tiến vào khu vực lễ hội. Dọc theo con đường là quầy bán bắp rang bơ, món ăn dụ dỗ được không chỉ trẻ con mà ngay cả nhiều người lớn cũng rất ưa thích. Rồi đến gian hàng trưng bày và bán rượu vang, ai đi ngang cũng ghé lại xem, vì gian hàng trưng bày rất đẹp. Cạnh đó thêm các cô gái bán hàng trong trang phục áo dài màu đỏ bọt đô với dải lụa vàng bắt chéo ngang vai, miệng nở nụ cười thân thiện. Du khách đi ngang ghé vào sẵn xem hàng, liền đứng kế bên mấy người đẹp này chụp hình lưu niệm. Dân chúng đổ xô vào hội chợ ăn uống này rất đông, già trẻ bé lớn đều có cả. Lâu lâu Vũng Tàu tổ chức như thế này, nội dân địa phương đến chơi cũng đã đông rồi, huống gì các địa phương khác đổ dồn về. Còn đây là gian hàng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, với lá cờ là biểu tượng của vị anh hùng dân tộc, cưỡi ngựa sừng sững phía trên. Quầy hàng của xứ Kim Chi cũng được nhiều du khách quan tâm và chú ý. Những cô gái xinh tươi trong bộ hanbok truyền thống nở nụ cười tươi rói để đón khách đến thăm và thưởng thức các món ăn, cũng như giới thiệu về cách chế biến các món ăn đặc trưng của đất nước mình. Mái chùa Công Công với sắc vàng nổi bật là biểu tượng cho gian hàng đến từ Thái Lan, một đất nước xinh đẹp và là láng giềng gần của Việt Nam ta. Cũng khá đông thực khách chen lấn để mua món ăn mà mình thích. Trời về đêm, đèn đã bật sáng, tất cả mọi gian hàng ẩm thực đều tỏa màu rực rỡ. Mỗi gian hàng lại có một nét thu hút riêng, nét đặc thù riêng. Nhìn chung quanh, người ơi là người, đông vui ồn ào náo nhiệt. Bầu không khí này như kích động thêm mọi người hăng hái dạo nhanh cho biết hết các gian hàng. Đây là gian hàng của đất nước Hungary, xứ sở hoa hồng. Du khách đang đứng đông nghẹt và vỗ tay theo tiếng hát của hai người dân bản xứ đang hát một ca khúc của đất nước mình, cùng với tiếng đệm của đàn phong cầm vui nhộn, ngân vang trong gió, hòa vào cái không khí rộn ràng xung quanh.
người người nối đuôi nhau đi vào khu ẩm thực. Khu vực phía khách sạn Imperial là đường Thủy Vân. Du khách mỗi lúc một đông dần lên vì trời mát, nhờ gió biển thổi không ngớt vào khu vực hội chợ, cũng như thiên hạ muốn nếm thử các món lạ mà lần đầu được thấy. Mọi người đến hẹn lại lên, cùng nhau đổ xô về khu ăn uống trên đường Thùy Chân. Nhìn thấy bánh xèo là chúng ta biết mình đang ghé thăm gian hàng ẩm thực của người Việt Nam. Tiến lên chút nữa là quầy bánh bao. Mấy anh thợ đang thao tác rất khéo léo. Từng viên bột tròn quay, sau khi cán mỏng, khứa nhẹ cho đều tay, thêm bột đậu đỏ, rồi tạo hình cho bánh thành những hình dạng rất dễ thương. Đòi hỏi người thợ làm bánh phải thật khéo léo, nhuần nhuyễn. Rượu là thức uống dùng để khai vị rất tốt. Một chút rượu sẽ tăng thêm cảm giác thèm ăn. Rượu vodka VIP là một loại rượu khá quen thuộc mà đa số quý ông đều thích. Nồng độ ghi trên chai là 40 độ. Đây là loại rượu mạnh của Nga sản xuất, có nhiều màu như gian hàng trưng bày trắng, xanh, vàng và đỏ Bordeaux, có nhiều kiểu dáng chai và các giá tiền khác nhau. Gian hàng Mexico tấp nập thực khách. Cô bán hàng luôn tay luôn miệng chào mời, còn các cô khác thì xào nấu luôn tay cho kịp với khách đang đứng chờ mua. Đến với quầy thức ăn Ukraine, món súp, xúc xích kosa, sủi cảo viniki, heo quay nhồi là những món đặc sản của đất nước này. Trong gió là lá cờ Mỹ đang bay phất phới phía trên, bên cạnh hình của tượng nữ thần tự do. Gian hàng đến từ đất nước này được khá nhiều du khách ưu ái. Gian hàng này trưng bày và giới thiệu các loại khoai tây và các món ăn hấp dẫn vừa bắt mắt. Đó là món bò sốt nho khô ngon lành, với thịt bò nấu mềm kèm với nước sốt có trộn lẫn nho khô. Vị chua ngọt của nho khô hòa cùng với mùi vị của thịt bò và một số gia vị đặc trưng khác. Món ăn với nước sốt sệt, chỉ nhìn thôi là đã cảm giác được vị ngon của nó. Thường thì người Mỹ thường ăn với khoai tây nướng hoặc khoai tây hấp chín đánh ra thành bột. Ăn uống mỗi nước ảnh hưởng rất nhiều do lịch sử để lại. Người Mỹ từ khi lập quốc cho đến nay không có thời gian dành cho nấu nướng nhiều. Mọi thứ đều phải gọn gàng, nhanh lẹ như đang cưỡi ngựa vậy. Khi đi đâu đó du lịch hay tham quan hoặc tham gia bất kỳ lễ hội nào, người ta cũng muốn có cái để kỷ niệm, nhất là chụp ảnh. Còn với người Philippines, họ kỷ niệm cho du khách bằng những bước chân dung. Với vài nét cọ đơn giản, từng ánh mắt, nụ cười, mái tóc,
và gương mặt của du khách sẽ dần hiện ra rõ nét trên giấy. Nó lưu lại nụ cười tươi tắn và sống động, nhưng lạ và mộc mạc. Cạnh bên là sân khấu với tiết mục biểu diễn văn nghệ của vũ đoàn Philippines. Các chàng trai và các cô gái trong bộ quần áo truyền thống, họ cùng nhảy múa theo điệu nhạc và tiếng gõ nhịp của ống tre mà người Việt Nam mình quen gọi là nhảy sạp. Xin mời quý vị xem tiết mục kế tiếp là phần biểu diễn của các bạn Ấn Độ. Nhạc cụ của họ gồm trống, bồ gõ, đàn guitar, sáo. Một bản hòa tấu với tiếng trống đóng vai trò chính và tiếng sáo của anh nhạc công điển trai, tiếng guitar đệm theo, tạo cho bản hòa tấu một phong cách đặc trưng. Khán giả đứng xem đông nghẹt, mọi người đều vỗ tay tán thưởng và rất thích tiết mục này. Triều mến và cái dãy chào của hai cô gái người Palestine này
chắc đã dẫn dắt chúng ta đến gian hàng của đất nước này với các món ăn chẳng những lạ mắt mà còn lạ miệng. Nếm thử một chút thức ăn của nước bạn giống như thể hiện tấm lòng hiếu khách, ôn hòa của con người Việt Nam. Trước mắt chúng ta là một dải các xe xích lô đậu chờ sẵn để chở du khách đi vòng quanh khu ẩm thực. Các xe xích lô đều treo cờ của đủ các nước tham gia lễ hội ẩm thực này. Về lại với ẩm thực Việt Nam, với các món nướng ngon tuyệt như bạch tuộc nướng hay các món thịt được xiên que sẵn, chờ để phục vụ thực khách như đà điểu nướng ngũ vị, cá sấu nướng xiên, nai nướng mè, chuột đồng nướng chao, ốc len xào dừa, sò huyết, nghêu luộc. Món nào cũng hấp dẫn cả. Sơn hào hải vị có đủ. Phải công nhận một điều là các món ăn đa dạng và phong phú. Nội trong một nước đã có không biết bao nhiêu là món từ mọi miền tụ về. Trước mắt quý vị là nồi nước mát của người miền Nam, rễ chanh mía lau thường nấu uống vào mùa hè để giải nhiệt. Không có gì tốt bằng sau khi ăn những món chiên xào mà có ngay một ly nước mát nấu bằng rễ chanh và mía lau với lá sâm, hoa cúc khô. Loại nước giúp thanh nhiệt cơ thể nhanh chóng, mọi người đều thích vì mùi thơm đặc trưng và vị ngọt thanh của mía lau. Gian hàng bánh xèo của bà Mười Xìm luôn chào đón thực khách với nụ cười vui vẻ và phục vụ món gỏi tôm thịt ngon lành mà thực khách rất chuộng. Và đặc biệt, dành cho thực khách ăn chay là gian hàng phục vụ món chay. Món chay với cái tên khá mặn, món cháo gỏi vịt và thêm nhiều món chay khác như trái sa kê, sắc miếng áo bột chiên giòn ăn rất ngon. Cạnh bên là gian hàng của tỉnh Tây Ninh với bánh canh trảng bàn hay bánh canh cá, gà xé trộn măng. Gian hàng tỉnh Bình Phước với xôi hạt điều ống tre, gỏi măng tươi gà xé, bún cá lăng hoa chuối, toàn là những món ngon lạ, nổi cái tên không cũng đủ đã thèm. Và còn nhiều món nữa, mỗi món một vị, một vẻ. Rời gian hàng Tây Ninh, gặp ngay một đoàn rối đủ màu sắc đang đi tới, với đủ các hình như cộp, thỏ, chuột, trâu, heo, chú hề, vịt Donald, mèo, gấu. Tất cả trong những nhân vật hoạt hình và chuyện cổ tích đều có mặt. Đến với người Brazil, luôn được mọi người biết đến với món thịt nướng xiên, rồi thái lát mỏng, ăn kèm với salad rau củ là món ăn khá hấp dẫn với mọi người. Không phải riêng người Việt Nam mình mới có tâm hồn ăn uống, mà hình như câu này phải dành cho những ai trên hành tinh xanh thích ăn uống. Như quý vị thấy, mấy cô cậu người nước ngoài này ngồi ăn một cách ngon lành. Du khách đi ngang nhìn cũng thấy cái bụng mình đang đòi ăn. Kế đến là gian hàng của Pakistan, với đa số các món ăn được chế biến từ thịt gà. Với người thợ nấu chín gốc dân Pakistan vui vẻ, cởi mở khi nhìn thấy mình được quay phim. Có nhiều du khách đi dạo các gian hàng ăn uống
một cách hăng hái. Ai nấy đều săn sái như đã khám phá ra điều kỳ thú. Trước mắt quý vị là gian hàng của Philippines với các món ăn lạ lẫm và các cô bán hàng rất dễ thương và có duyên. Còn quầy ẩm thực của Hà Lan thì thu hút khá nhiều bạn trẻ đến thưởng thức món ăn và chụp ảnh vì có các cô gái Hà Lan rất dễ thương. Kính thưa quý vị, quý vị đang xem màn biểu diễn múa thiên nga khá độc đáo và đặc biệt với 4 con thiên nga và 8 vũ công. Bài Hồ Thiên Nga nổi tiếng đang được tái hiện. Bây giờ, xin mời quý vị cố gắng đi cho hết các gian hàng trong khu vực ăn uống này. Chà, chỗ nào cũng có đông người qua lại. Chợt có một chiếc xích lô đi tới, chở mấy mẹ con ngồi cùng một chiếc xe. Cậu bé có gương mặt tròn trịa, bầu bỉnh, chồm lên cạp mẹ mình một cái thật dễ thương. Hình như chú đang đòi ăn mà không được nên mới diễn trò như vậy. Gian hàng Malaysia với mô hình tòa tháp đôi và món cà ri vàng chóe bắt thèm. Đến với ngày hội ăn uống các nước, càng thấy nhộn nhịp hơn với nhiều du khách ngoại quốc, đủ các quốc tịch. Nhìn họ cũng hăm hở đi săn thức ăn, thấy cũng vui lây. Cuối cùng đã thấy được người hàng xóm cạnh nhà Việt Nam, gian hàng của đất nước Campuchia với các món ăn lạ mắt như cá phi lê hấp nước cốt dừa ăn với cơm trắng. Một mùa trăng thơ làm mùa thương nhớ như trong giấc mơ. Cho nhau kỷ niệm thương nhau êm đềm trên môi đỏ mềm. Ngày quen biết nhau mình lại thêm ước mơ cho tuổi thơ. Cho em những chiều thương em thương rất nhiều,
nhìn người yêu thiết tha. Nhìn trăng soi, soi sáng biết bao êm đềm, và anh bảo rằng mình yêu nhau mãi em. Mặc cho đông sang có lạnh giá suốt đêm nay, anh dìu em đi để sưởi ấm trong vòng tay. Mùa trăng soi, soi thấu cho hai đứa mình, cùng nhau trò chuyện nhìn em môi quá thâm xinh. Nguyện sẽ cùng em giữ thủy chung suốt cuộc đời, chuyện chúng mình đẹp mãi trong lòng ước mơ. Một vùng trăng soi là vùng đưa lối khi quen biết nhau. Xin em đừng giận, xin em đừng hờn, xin em đừng buồn. Dù xa cách nhau, tình lại thêm thiết tha trong tình yêu. Cho nhau những chiều thương nhau thương rất nhiều, mộng tình đẹp chưa chan. Ai cũng biết món nướng là món nhiều người ưa thích, và càng không thể bỏ qua món mực tươi nướng hay món cánh gà nướng vàng tươi thơm nức. Để dụ các thực khách, người ta bày các gian hàng nướng sát lối đi để chiêu dụ. Trên thang lửa hồng, các món thịt đang tỏa mùi bay đi xa, khói bốc lên mọi người dễ nhận thấy. Anh chàng này ra sức quạt để lửa thang đượm hơn, và mùi thơm của thịt nướng lan ra khắp nơi. Chắc chắn trước khi lựa một món lạ nào để ăn, thực khách phải lót dạ trước một trong những món này. Giữ thủy chung suốt cuộc đời, chuyện chúng mình đẹp mãi trong lòng ước mơ. Giữa bầu trời bao la, cánh diều lại được dịp tung bay, được thoải mái bay lượn, thả mình trôi theo gió. Người thả diều như thả cả tấm lòng lên bầu trời xanh. Dưới này đám đông còn náo nhiệt hơn, khi những người bạn nước ngoài cùng nhau ngân vang khúc hát theo tiếng đàn, và cùng nhau nắm tay nhảy múa quanh vị nhạc công. Những vị khách mời của họ là du khách tham quan. Tất cả các người bạn Việt Nam và quốc tế đều cùng nắm tay xoay tròn, và tất cả cùng dâng lên một niềm vui khó tả. Cây đàn thật lạ, với bàn phím và tay xoay phát ra tiếng nhạc sôi nổi của dân ca Bulgari. Thank you.
Gian hàng Đức đặc trưng với món ăn nổi tiếng của mình là xúc xích, đang bày trên dĩ, mời mọc thực khách hãy ghé vào ăn qua, coi có đúng như lời thiên hạ đồn không. Xúc xích Đức là ngon nhất. Có một đoàn nghệ sĩ phía Bắc Việt Nam đang đứng chụp hình liên miên. Họ đang mặc áo dài kiểu địa phương có thắt lưng, đầu đội mấn và cổ đeo vòng kiềng to lớn. Ai nấy đều cười tươi vì có dịp du hành vào Nam, tham dự một hội chợ ăn uống náo nhiệt như thế này. Mô hình chiếc xe hơi đầu tiên của thế giới được trưng bày. Đó là chiếc xe hơi đầu tiên ra đời vào năm 1886, với tốc độ 15 km/h. Và mô hình này được chế tạo theo nguyên mẫu tại hãng Mercedes-Benz Việt Nam. Nó cũng là tâm điểm để du khách đến ngắm nhìn và tìm hiểu. Trời càng về chiều, không khí mát dịu, du khách càng đổ về hội chợ ăn uống càng đông. Từ Sài Gòn ra cũng có, các tỉnh khác đổ về cũng có. Các nhân viên tổng lãnh sự quán các nước và đông nhất là dân địa phương Vũng Tàu. Đứng từ trên cao nhìn xuống, người ta thấy chi chít như tổ mối hay tổ kiến đang di chuyển. Kẻ đứng, người đi trước các gian hàng bán thức ăn đông nghịt người. Người ta đang chờ mua thức ăn, ai cũng để dành bụng ra đây ăn một bữa cho ngon. Vừa ăn, vừa đi chơi ngắm nhìn thiên hạ thật là vui. Ai mua được thức ăn rồi thì bưng ra góc nào đó đứng ăn. Nếu đi đông thì hẹn điểm để tập trung ăn cho vui. Trong khung cảnh đông đúc, nổi bật một đoàn xe xích lô chở nhiều bạn trẻ trong trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Với cờ các nước đang gắn trên xe, đi đến đâu họ cũng cười và vẫy tay chào, thể hiện sự thân tình, hiếu khách dành cho du khách đến với lễ hội ẩm thực này. Đi cuối cùng trong đoàn xe xích lô là một chiếc xe mang cờ nước Mỹ, là biểu tượng thân tình của người dân Việt Nam và Hoa Kỳ. Đoàn nghệ thuật đến từ xứ Kim Chi đang biểu diễn vũ điệu Nonga truyền thống, điệu múa của người nông dân. Từ màn biểu diễn trống, họ đi quanh và thu hút sự chú ý của đám đông, đúng như truyền thống của điệu múa này ở Hàn Quốc. Các vũ công sẽ ăn mặc sặc sỡ, sẽ gõ trống, chiêng để gọi mời mọi người cùng đến xem điệu múa của họ.
nghệ sĩ đến từ Bulgari đang biểu diễn đánh roi và chỉ cho một du khách Việt Nam. Xem ra nhìn thì khá đơn giản, nhưng để cầm một cái roi dài, múa mà không trúng vào chính bản thân mình. Kính thưa quý vị, chương trình Ăn uống thế giới về Việt Nam từ Sài Gòn đến đảo Long Sơn và Vũng Tàu đến đây xin tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình du lịch văn hóa khác. Trung tâm Rainbow xin chân thành cảm ơn quý vị đã tận tình giúp đỡ và ủng hộ trung tâm qua việc thư từ góp ý và mua băng đĩa gốc của trung tâm, tạo điều kiện cho trung tâm Rainbow có những chương trình khác hay hơn để nhằm phục vụ lại cho quý khách. Xin kính chào. Các bạn vui lòng like, comment, subscribe.